sao không con? Dạ không sao. Không sao đúng không? Con chim té đó nha, con không đi quen đâu. Hello anh hai. Té giật mặt luôn. Dính chặt nó té, coi chừng té. Con đi bên đó đi, em đi bên đây. Con đứng bên đó đi. Cái đó tập bụng á cho đi. Móc hai cái chân vô rồi tập ngồi lên ngồi xuống. Ừ, rồi ngồi lên. Móc hai cái chân vô ở dưới á. Mà chân con ngắn quá không móc được. Cao tu luôn đi. Tập bụng ha. Ngồi đi. Con cái bụng quá trời mà tập bụng. Rồi xây, đúng rồi, ngồi tập bụng. Cái chuyện té nha này. Chuyện chặt nha con. Con bên kia, con bên kia, con bên kia. Đúng rồi. Rồi con ngồi đó đi, té. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ủa? Ba. Chút xíu rồi. Anh hai giỏi vậy kìa. Anh hai đi vô mắc cười quá. Rồi nè, leo lên đây. Anh hai đi. Wow. Mẹ ổng tới nè ơi. Rồi đứng nha, ba xem trời nha. Rồi đứng nghe đi. Rồi. Trả lời. Miêu mang chập rồi, không vừa hại, đau chân nó rồi hại. Chứ mà nó đi chân đất nó lại đau chân hơn ba. Kệ nó đi tạm đi. Chặt quá nó sụn cái ngón chân nó đó. Chân nó to nì luôn á. À, thì bây giờ là Miêu để thừa kế cho này, Miêu mang giày chật để thừa kế cho này mang. Ba ơi. Khoan để ba mang dép cho em. Mang đồ. Rồi xây nha. Khoan để ba xây em cái đã. Rồi đứng ngay cho ba xây vòng tròn nha. Đứng đứng yên với ba xây vòng tròn. Đi vượt té té đứng ngay đi. Đứng ngay đi. Đứng ngay đi. Đi nha. Đây. Đây rồi. Rồi xây lại. Yeah.